Chiều ngày 28 tháng 7 năm 2015 tại Quảng Ninh, Thứ trưởng Bộ Công Thương Cao Quốc Hưng đã có buổi làm việc với Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam TKV để chỉ đạo điều hành công tác khắc phục mưa bão tới các đơn vị thành viên. Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn TKV, đợt mưa lớn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh vừa qua đã gây thiệt hại nghiêm trọng đến tình hình sản xuất của TKV. Phát biểu chỉ đạo tại buổi họp, Thứ trưởng Bộ Công Thương Cao Quốc Hưng chia sẻ về những khó khăn mà TKV đang gặp phải và đánh giá cao công tác xử lý kịp thời của TKV, đồng thời chỉ đạo tập đoàn cùng các đơn vị thành viên ưu tiên cho công tác khắc phục đảm bảo an toàn cho người, thiết bị và tài sản, xây dựng các phương án ứng phó trong trường hợp thời tiết còn diễn biến bất thường. Ngay sau đó, Thứ trưởng cùng đoàn công tác đã tới hiện trường tại công ty than Hà Tu để kiểm tra tình hình và chỉ đạo khắc phục đảm bảo an toàn lao động, an toàn sản xuất.